Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Hồng Thái Hoàng. Muốn lên đây để chia sẻ với mọi người một chút, nhất là với rất nhiều người mà hàng ngày vẫn nhắn tin gọi điện cho Hồng Thái Hoàng, và cũng rất nhiều các bạn trẻ hỏi tại sao Hồng Thái Hoàng, một người phụ nữ Bắc, sống dưới mái trường, học dưới mái trường, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà lại có thể cầm lá cờ vàng, lại có thể lên những cái tiếng nói để chống lại cái xã hội này đến như thế. Thì hôm nay Hồng Thái Hoàng một năm bắt đầu Hồng Thái Hoàng nói về chính trị, tạm gọi như vậy cho ngắn gọn, thì Hồng Thái Hoàng xin được chia sẻ với mọi người, chia sẻ với các bạn trẻ và chia sẻ với rất nhiều người hàng ngày vẫn gọi điện cho Hồng Thái Hoàng vấn đề cảm xúc của Hồng Thái Hoàng. Hồng Thái Hoàng giới thiệu một chút về Hồng Thái Hoàng nhé. Có rất nhiều người thắc mắc về Hồng Thái Hoàng. Hồng Thái Hoàng là một người Bắc hoàn toàn, bố mẹ, gia đình, ông bà từ tổ tiên đến giờ đều hoàn toàn ở ngoài Bắc, chưa có bất kỳ một ai bước chân vào Nam sinh sống hay ở cả. Và vậy là Hồng Thái Hoàng hoàn toàn thuần Bắc rồi, không có lai giữa Nam và Bắc cả. Khi Hồng Thái Hoàng bước chân vào Sài Gòn sống, khi đó Hồng Thái Hoàng gặp một cái sự cố trong cái chuyện gia đình rất là khủng hoảng, và lúc đó Hồng Thái Hoàng bị một cái sự đè nặng tâm lý rất là lớn và đã quyết định rời Hà Nội để đi đến một vùng đất hoàn toàn mới. Lúc đó Sài Gòn là cái nơi mà Hồng Thái Hoàng cũng chưa từng bao giờ biết đến, chưa từng bao giờ nghe tới. Nói là chưa từng bao giờ nghe tới thì nói không đúng, nhưng biết về Sài Gòn hồi đó thì biết bằng cái tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không hề biết nó là cái gì cả, chỉ đơn giản biết như thể là biết là một cái tỉnh giống như tất cả các tỉnh khác. Và khi đặt chân vào Sài Gòn thì bắt đầu cũng sống cuộc sống như rất nhiều người khác, đi làm kiếm tiền sinh sống, và hàng ngày đi làm về nhà, tối về nhà, cũng như rất nhiều người khác hưởng thụ cuộc sống và không quan tâm với bất kỳ những gì xung quanh mình. Nhưng có một điều mà Hồng Thái Hoàng lại là một cái người mà rất hay tò mò và hay đặt ra câu hỏi. Nhưng khi lần đầu tiên đặt chân vào Sài Gòn, Hồng Thái Hoàng lúc đó bước chân vào công viên đầu tiên là công viên Gia Định để chơi. Lúc ấy ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao vào công viên Gia Định lại không phải mất tiền mua vé vào công viên, còn ngoài Hà Nội thì phải mất tiền mua vé vào công viên là 5.000 hay 2.000 gì đó, Hồng Thái Hoàng không nhớ. Và vào Sài Gòn thì không, hoàn toàn tất cả các công viên trong Sài Gòn Hồng Thái Hoàng không phải bất kỳ một đồng tiền nào để mua vé cả. Lúc đó Hồng Thái Hoàng rất là ngạc nhiên, và một điều ngạc nhiên hơn nữa là các công viên trong Sài Gòn rất là sạch, rất là đẹp, và không có con nghiện hay không có những người bán hàng rong để ép mua hay ép ngồi, ép phải mua mới được ngồi ghế, không có. Và rất nhiều thứ khác khiến cho Hồng Thái Hoàng thắc mắc. Cùng một đất nước, cùng một dải hình chữ S, cùng một dòng máu Việt Nam, nhưng ở giữa hai nơi Nam và Bắc lại hoàn toàn khác nhau từ cái cách cư xử, cách ứng xử của con người với nhau. Ở ngoài Hà Nội để mà đi đâu đó mua hàng để nhận được lời cảm ơn thì chắc chắn đó phải ở nơi rất sang trọng, đó là một cửa hàng rất là sang trọng, phải mua một món đồ rất là đắt giá thì bạn mới nhận được một cái câu cảm ơn từ người bán hàng. Nhưng trong Sài Gòn thì ngược lại, Hồng Thái Hoàng có thể nhận được lời cảm ơn từ một người bán vé số với tờ vé số 10.000, hay là một người bán rau với mớ rau có 5.000, hay thậm chí Hồng Thái Hoàng rút 5.000 ra cho một người ăn xin, họ đều nói cảm ơn. Đi đâu Hồng Thái Hoàng cũng nhận được lời cảm ơn, những lời cảm ơn nhiều khi Hồng Thái Hoàng rất là ngạc nhiên, bởi vì mình mua đồ của họ, mình trả tiền cho họ, họ bán hàng cho mình. Những thứ đó có thể đối với mọi người, những người đã quen thuộc rồi và đến bây giờ đối với Hồng Thái Hoàng cũng là điều bình thường, nhưng với một người ở ngoài Bắc và trong Sài Gòn sống thì khi tiếp cận những thứ đó là một thứ đối với Hồng Thái Hoàng là một sự ngạc nhiên vô cùng lớn. Những thứ mà Hồng Thái Hoàng không hề, chưa từng, hơn 30 năm chưa từng được thấy ở ngoài Hà Nội. Thật sự là khi ở ngoài Hà Nội để đến một cái cửa hàng sang trọng để mua một món đồ sang trọng, khi bước vào những cửa hàng như vậy, cái người nhân viên đầu tiên họ sẽ nhìn trên người của bạn là bộ quần áo bạn mặc có phải hàng hiệu hay không, đôi giày, đôi dép bạn đi, cái điện thoại bạn dùng, chiếc xe bạn đi có phải hàng hiệu hay không. Và họ qua cái hình ảnh mà bạn đang khoác trên người là cái quần, cái áo, đôi giày, đôi dép, cái xe, họ có thể có cách cư xử với bạn, một thái độ phục vụ nó sẽ tốt hay xấu, nhiệt tình hay là không nhiệt tình dựa vào những thứ trên cơ thể của bạn. Nhưng mà hoàn toàn Sài Gòn không phải không có, mà 90% không như vậy. Hồng Thái Hoàng có thể đi một đôi dép
Lê ở nhà mặc một bộ quần áo ở nhà, không cần phải là một bộ quần áo quá chỉn chu, bước vào nhà hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên nhà hàng vẫn cúi đầu chào rất lễ phép và phục vụ rất là tận tình. Những thứ mà gần Hồng Thiếu Hoàng không hề thấy ở ngoài Hà Nội. Rồi nhiều hơn nữa bắt đầu Hồng Thiếu Hoàng tìm hiểu cái tên Sài Gòn, tại sao lại gọi là Sài Gòn, tại sao lại là thành phố Hồ Chí Minh, và bắt đầu lên lên Google search thành phố Sài Gòn. Một điều nữa trong những cái hành trình đó cũng giống như rất nhiều bạn bây giờ, đó là Hồng Thiếu Hoàng có theo dõi lúc đó trên Facebook Hồng Thiếu Hoàng có những cái Facebook ví dụ như của anh Tuấn Đạnh Đặng hay là của một số người đấu tranh dân chủ nữa. Họ rất hay viết bài về các chủ đề giống như Hồng Thiếu Hoàng đang viết bây giờ. Và cái thời điểm cách đây một năm thôi, trước đây một năm thôi, Hồng Thiếu Hoàng cũng gọi họ là phản động, là những cái người mà chuyên đưa những cái thông tin phá hoại, gây rối với có những mục đích không không tốt. Bởi vì khi đọc Hồng Thiếu Hoàng toàn thấy những thứ tiêu cực thôi, nó không đem đến cho mình một cái gì vui vẻ cả. Và đương nhiên Hồng Thiếu Hoàng cũng lướt qua đọc, không bao giờ quan tâm. Thế rồi những cái tin tức đó quá nhiều, giống như những cái bài viết đó quá nhiều, rồi Hồng Thiếu Hoàng bắt đầu đọc và bắt đầu thấy có một điều gì đó nó hơi giống giống với những gì mình thắc mắc, tại sao giữa mạng Nam và Bắc lại khác nhau đến thế. Và Hồng Thiếu Hoàng bắt đầu vào cái danh sách của bạn bè của họ, Hồng Thiếu Hoàng ấn một nút theo dõi với những người như vậy, những người mà gọi là đấu tranh dân chủ, xem họ viết gì, xem họ nói gì và tại sao họ lại nói như thế. Đó chỉ là một cái vấn đề rất nhỏ để Hồng Thiếu Hoàng có một cái chút tò mò tìm hiểu về những cái việc mà hiện tại mình đang làm. Còn một cái điều nữa, đó là khi mà Hồng Thiếu Hoàng đi làm từ thiện, mọi người biết không, Hồng Thiếu Hoàng bắt đầu hành trình từ thiện của mình từ năm 2011, 12, từ năm 2012, và những nơi Hồng Thiếu Hoàng đặt chân đến, những nơi mà đã đi qua và những người đã tiếp xúc, có những cái nghèo nghèo đến không thể tin nổi, họ đang sống cuộc sống của một con người, có những cái chết trên 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 lề đường, trên vỉa hè, có những cái chết mà thậm chí họ không có nổi tiền để mua một bộ quần áo mới thay mặc, gia đình không có tiền mua nổi một cái quan tài, không có tiền để mua cho người chết một bộ quần áo mới để thay thôi. Có những cái nghèo nghèo đến tận cùng, không phải là một của một con người nữa. Rồi có những đứa trẻ, mà phải đi hàng chục cây số đường đèo đường núi với hai bàn chân trần, lạnh cóng cả người lên với một chiếc áo khoác mỏng tanh và dơ bẩn, giống như phải phải dùng rất là lâu năm rồi và phải dùng lại của người khác, vẫn đi bộ hàng chục cây số để đến được trường, và bữa ăn chỉ là một ít cơm nguội nấu từ sáng với một ít rau rừng và ít muối. Rồi mình cứ thắc mắc tại sao nhà nước đâu, chính phủ đâu, tại sao lại để cho những đứa trẻ như vậy họ khổ như vậy, và mình cứ thắc mắc vậy thôi. Có đến những đến một số nơi thì lại thấy có một cái cảnh rất là trái ngược. Những cái nơi khi mà Hồng Thế Hoàng đến, Hồng Thế Hoàng bắt buộc phải liên hệ với bên chữ thập đỏ. Hồi đó là mình Hồng Thế Hoàng hay liên hệ với bên chữ thập đỏ để tổ chức từ thiện. Và những cán bộ chữ thập đỏ khi những cái nơi mà Hồng Thế Hoàng đến thì cái gia sản của họ, cái ngôi nhà của họ nó khác khác như là trên trời dưới đất, khác như việc bạn đi một cái ô tô mẹt với bên cạnh là một chiếc xe đạp từ hàng hàng chục năm trước, nó khác một trời một vực như vậy. Có những người dân nghèo đến mức mà cái nơi ở của họ chỉ là mấy cái tàu lá dừa lợp lên thành một cái mái nhà, bữa ăn của họ cả một gia đình một ngày không nổi quá ba quá 10.000, phải nấu mì tôm chan với cơm để ăn cả một gia đình. Nhưng mà cán bộ của nhà chữ thập đỏ thì giàu vô cùng là giàu, bước chân vào lạnh toát cả chân, nhà bóng loáng đến mức như thế, thậm chí một viên gạch lát nền, một cánh cửa của họ cũng là mấy chục triệu. Và lúc ấy mình tự hỏi tại sao họ giàu như thế mà những người dân xung quanh họ lại nghèo đến mức tận cùng như vậy. Vậy tại sao họ lấy tiền ở đâu ra? Họ lấy tiền ở đâu ra để có thể mua được một viên gạch mấy chục triệu để lát nền nhà, hay mua một cái đồ vật trang trí cũng phải vài chục triệu để trang trí trong gia đình. Trong khi đó họ vẫn đi kêu gọi, vẫn đi than khóc, vẫn đi kêu gọi, vẫn đi lên Facebook rồi vẫn đi gửi cho các nhà hảo tâm để kêu gọi những trường hợp này, những trường hợp kia cần giúp đỡ. Và có rất nhiều sự thật khi trong quá trình mình đi, mình nhìn thấy, mình nghe thấy, và mình bắt đầu cảm thấy có một cái sự mờ ám, một sự bất công trong tất cả những cái điều sâu thẳm đó mà mình chưa bao giờ
chạm tới. Và có một điều nữa, có một điều nữa mọi người biết không, một vấn đề có rất nhiều người họ không biết là khi chúng ta đi làm từ thiện ở các vùng miền và khi chúng ta liên hệ với bên cơ quan của công quyền, thì họ có một điều rất gian lận như này này. Chúng ta, tức là những đội nhóm tư nhân tổ chức từ thiện, và họ vẫn đứng ra gọi là giúp đỡ chúng ta tổ chức như thể là rất nhiệt tình với chúng ta. Nhưng khi chúng ta về thì cái chương trình từ thiện đó họ lại báo cáo lên cấp trên, đó là chương trình mà cái thôn đó, cái xã đó tổ chức. Và đương nhiên, và cứ như thế thì cấp trên họ lại rót tiền xuống, và tiền đó rõ ràng không phải vào dân mà vào tay họ. Có rất nhiều những trường hợp như vậy. Hồng Thái Hoàng 64 tỉnh thành thì Hồng Thái Hoàng đi hết cả 64 rồi. 64 tỉnh thành của nhà nước thì Hồng Thái Hoàng đi hết cả 64 tỉnh thành rồi, chưa có chỗ nào chưa đặt chân đến, mặc dù có thể chưa đi hết được tất cả các xã, các huyện, nhưng đều đi hết cả 64 tỉnh thành rồi. Và cả 64 tỉnh thành chưa thấy có một cán bộ chữ thập đỏ nào mà nhà nghèo, mà cũng chưa có một người hàng xóm nào, có những người nghèo đến mức cạnh nhà của những cán bộ giàu có đó mà lại có được hưởng sự giúp đỡ của chính những người cán bộ đó. Rồi bắt đầu đặt những câu hỏi, bắt đầu tự mình đi tìm hiểu và bắt đầu theo dõi nhiều hơn những cái Facebooker họ viết về chính trị, họ viết về xã hội, họ viết về kinh tế, và tự hỏi tại sao họ viết những điều như vậy. Chỉ đơn giản là nêu lên những thực tại của xã hội, họ lại bị đánh, họ lại bị bắt, họ lại bị cầm tù, và tại sao. Rồi bắt đầu Thế Hoàng đọc hiến pháp, đọc luật, và dần dần mọi thứ đều hé lộ ra một cái bóng tối sâu thẳm bên trong những cái gì mà ánh hào quang mình vẫn được nhìn thấy, vẫn được học trên ghế nhà trường. Đó là một sự gian dối vô cùng lớn của một cái xã hội này, của một cái chế độ này và của cái đảng này mà mình vẫn tôn thờ. Và rất nhiều người chửi Hồng Thái Hoàng, nói rằng tại sao một người lãnh tụ tôn kính như Hồ Chí Minh, Hồng Thái Hoàng lại hay đưa lên những cái bài viết mang tính mỉa mai, châm biếm. Bởi vì Hồng Thái Hoàng là một con người. Hồng Thái Hoàng tin vào những điều cơ bản của một con người. Hồng Thái Hoàng không tin vào những điều mà bị được người ta thần thánh hóa. Và Hồng Thái Hoàng là đạo Phật. Hồng Thái Hoàng tin vào Phật, tin vào thần tiên bụt thánh, tin vào sức mạnh tâm linh. Và hơn nữa, Hồng Thái Hoàng tin rằng là những cái vị thần tiên bụt thánh là những cái người mà đó là vị thần rồi, họ không phải con người, thành ra là họ hoàn hảo. Còn con người thì không có ai là hoàn hảo đến mức như vậy cả. Vậy thì tại sao một cái người như ông Hồ Chí Minh, họ gọi là một cái vị lãnh tụ, một vị lãnh tụ, một danh nhân văn hóa của thế giới, một người sống giản dị đến bao nhiêu năm vẫn chỉ đi bù đôi dép cao su ở một cái nhà sàn, nhịn ăn để lấy tiền giúp cho dân, nhịn ăn nhịn mặc. Vậy thì nếu như với một người như vậy, Hồng Thái Hoàng chỉ đặt ra một câu hỏi rất là nhỏ thôi để tự mình tìm hiểu. Mọi người cũng hãy tự mình tìm hiểu đi. Nếu như với một người lãnh tụ như vậy, một người lãnh tụ mà cả thế giới phải tôn kính, mà họ đưa lên mức thần thánh, một người lãnh tụ mà sống tiết kiệm, khiêm nhường, đến bữa ăn còn phải bớt cả bữa ăn để lấy tiền lo cho dân, thì tại sao khi chết đi những cái người cấp dưới của vị lãnh tụ đó lại có thể dùng hàng tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ để sử dụng xây chỉ một cái lăng để giữ một cái xác. Nếu như cái người mà mọi người gọi là lãnh tụ đó đúng là như thế, là một vị thánh như vậy, sống vì dân, vì nước, sống khiêm nhường, giản dị đến như vậy, thì làm sao những cái người cấp dưới của họ lại có thể dám ngang nhiên làm những cái điều mà trái với cả cái bản di chúc đấy vậy? Thì tự đặt ra câu hỏi liệu đó có phải là một màn kịch được giấu giếm rất là kỹ. Và rồi Hồng Thái Hoàng tìm hiểu. Mọi người muốn biết sự thật thì không cần Hồng Thái Hoàng nói, bởi tất cả những thứ đó đều có thông tin trên mạng, trên Facebook. Mọi người chỉ cần vào YouTube, vào Google để search, để tìm, để nghe, để đọc. Nhưng cách tốt nhất để chúng ta biết được sự thật là chúng ta phải nghe, phải đọc, chứ không phải là ngồi đó để mà chỉ trích tại sao chị thế này, tại sao chị thế kia. Thì dùng cùng cái câu hỏi đó thì mình đi tìm hiểu, mình đi tìm hiểu thông tin, mình đi tìm hiểu sự thật để tự mình có thể trả lời câu hỏi đó. Đừng hỏi Hồng Thái Hoàng tại sao, bởi vì có những thứ không thể lý giải được tại sao. Không thể lý giải được tại sao. Giống như tại sao một cô gái Bắc lại có thể cầm lá cờ vàng ba sọc, lại có thể yêu lá cờ vàng ba sọc đến thế.
Hồng Thế Hoàng nói thật, Hồng Thế Hoàng không hề hiểu gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Hồng Thế Hoàng nói thật, Hồng Thế Hoàng không hề hiểu gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khi Hồng Thế Hoàng cầm lá cờ đó, không hề luôn. Không biết rằng đời Tổng thống từ khi lập Việt Nam Cộng Hòa lên là có bao nhiêu đời Tổng thống, đó là tên là gì. Bởi vì tất cả những gì Hồng Thế Hoàng biết chỉ đọc trên những cái cuốn sách lịch sử của trên ghế nhà trường. Còn những thông tin sự thật ngoài lề Hồng Thế Hoàng không hề biết. Nhưng qua các câu chuyện, tại sao Hồng Thế Hoàng yêu lá cờ vàng đến như vậy? Không, trên lá cờ vàng nó không hẳn chỉ là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, đó chính là lá cờ của vua Thành Thái. Và những thông tin này nó hoàn toàn xác thực ở trên tất cả rất nhiều trang website, và mọi người hoàn toàn có thể lên đó tìm kiếm thông tin. Nhưng Hồng Thế Hoàng yêu Việt Nam Cộng Hòa, yêu lá cờ vàng ba sọc chỉ đơn giản bởi chặng đường mình đi, bởi những gì mình thấy, bởi những gì mình nghe nó liên quan đến lá cờ vàng ba sọc đó. Các bạn có thấy vô lý không? Khi mà ở một cái chế độ cách đây 41 năm, trẻ em hoàn toàn được đi học. Chúng không phải đóng bất kỳ một khoản học phí nào. Không phải đóng bất kỳ một khoản học phí nào. Thậm chí đi học còn được uống sữa. Không phải được uống sữa mà bắt phải uống sữa. Đó, bắt phải uống sữa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại sao bây giờ trẻ em không được đi học? Ai nói được đi học? Được đi học là có tiền thì được đi học, còn nếu không có tiền thì sẽ không được đi học. Điều này không phải Hồng Thế Hoàng nói, không phải bất kỳ một nhà đấu tranh dân chủ, không phải bất kỳ một Facebooker nào nói, mà nó là thực tế hiện rõ ràng. Chỉ có điều là chúng ta cố tình không nhìn, cố tình không nghe và cố tình giấu giếm nó đi để bảo vệ một cái gì đó chúng ta không thừa nhận. Nhưng chúng ta hoàn toàn biết rằng là ở thời điểm bây giờ trẻ em hoàn toàn không được đi học. Cái đi học đó chẳng qua là lấy tiền, bỏ tiền ra để mua chữ. Bởi vì nếu không có tiền thì đương nhiên không thể đến trường được, không có cái chữ. Thì khác gì đó là bỏ tiền ra mua chữ, đâu phải là quyền lợi đâu. Quyền lợi là người ta không phải mất bất kỳ một cái gì, không phải mất tiền mà người ta vẫn được hưởng, đó gọi là quyền lợi. Còn đây là người ta phải bỏ tiền ra, thì đó là bỏ tiền ra để mua chữ. Thậm chí số tiền đấy còn gấp nhiều lần giá trị thật. Mua được một con chữ là đóng hết tất cả các nhiều khoản tiền, tiền học phí, tiền này tiền nọ gộp lại 5-10 khoản mới mua được một con chữ mang về. Vậy tại sao cách đây 41 năm, ở cái thời mà bị gọi là nô lệ của Mỹ, ở cái thời mà người ta nói rằng là Mỹ lính ngụy sang để xâm lược, để bóc lột, để ăn thịt hiếp dâm đàn bà phụ nữ trẻ em, thì tại sao hồi đó trẻ em lại được đi học mà không phải đóng bất kỳ một khoản học phí nào mà còn được uống sữa nữa? Tại sao lại thế? Và bây giờ có rất nhiều cái thực tế. Đừng nghe ông Thế Hoàng nói, không cần nghe ông Thế Hoàng nói mà hãy lên website, hãy tìm hiểu đi, có bao nhiêu người không được chữa bệnh chỉ vì không có tiền, có bao nhiêu đứa trẻ phải bị trả về không có tiền chữa bệnh, có bao nhiêu bà mẹ phụ sản, bao nhiêu phụ sản phải trở về không có tiền để đóng nộp viện phí, cũng không được đẻ trong bệnh viện, phải đẻ rơi ở ngoài đường. Có bao nhiêu người như thế rồi. Các bạn không cần nghe Hồng Thế Hoàng nói, đừng nghe. Bởi vì những gì Hồng Thế Hoàng nói có thể không phải là sự thật, nhưng mà những gì mà các bạn nhìn thấy thì chắc chắn không thể là gian dối được. Hãy vào các bệnh viện, hãy vào các khoa nhi để hỏi xem, gặp những trường hợp nghèo khó hỏi lên, hoặc thậm chí trên cả báo đảng, báo của nhà nước, báo của xã hội chủ nghĩa, chúng ta đều thấy các thông tin đó tràn ngập tràn lan là không có tiền, rõ ràng không được chữa bệnh. Nhưng mà ở cái thời mà người ta gọi là nô lệ của Mỹ đó, cái thời mà quân lính ngụy bán nước cho Mỹ, bóc lột, giết hại người dân Việt Nam, thì tại sao ở cái thời đó người ta không gọi là bệnh viện mà người ta gọi là nhà thương, thì người dân hoàn toàn được vào đó khám chữa bệnh miễn phí? Tại sao lại thế? Và có một điều nữa, một câu chuyện mà Hồng Thái Hoàng nghe được của một người không phải người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng không phải là của người của cái chế độ đó, chỉ là một người dân bình thường sống ở cái thời đó, kể như thế này. Trên đường đi, nếu như gặp một cái xe chở lính Mỹ nhá, mà cái xe chở lính Mỹ đấy gặp một người dân Việt Nam bị tai nạn, bị bệnh, bị bất kỳ gì đó, họ sẽ dừng lại và đưa ngay lập tức người dân đó vào trong bệnh viện, vào trong nhà thương. Ngay lập tức vào trong nhà thương. Bởi vì họ coi tính mạng con người là trên hết, họ coi trọng quyền con người. Họ dừng lại ngại, những người lính Mỹ đó dừng ngay xe lại, đưa người bệnh đó, đưa người bị thương đó vào ngay trong nhà thương. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sao? Nếu như một người bị tai nạn trên đường thôi, hay một người bị bệnh thôi, chúng ta gọi cấp cứu, chúng ta gọi công an, bao nhiêu lâu họ mới tới, thậm chí họ có tới hay không?
Hoặc thậm chí một người bị nạn trên đường, nếu như một xe công quyền chở xe một chở công quyền chở một người lãnh đạo nào đó đi qua, họ có dừng lại để đưa người bệnh đó vào bệnh viện hay không? Có hay không? Đừng nghe Hồng Thế Hoàng nói, Hồng Thế Hoàng nhắc lại. Mà chúng ta thấy rõ ràng thực tế có như vậy không, chúng ta đều biết. Chúng ta không phải trẻ con để nghe những cái lời nói mị dân hay những cái gì bị che mờ đi khỏi mắt chúng ta. Rõ ràng chúng ta thấy. Nhưng tại sao ở cái thời mà người ta gọi rằng là chúng ta là nô lệ của Mỹ, thì tại sao họ Mỹ, tại sao Mỹ, tại sao quân Ngụy, tại sao quân Việt Nam Cộng Hòa bán nước như vậy lại coi trọng con người như vậy? Chúng ta có bao giờ tự đặt ra cho mình câu hỏi không? Tự đặt ra câu hỏi tại sao nếu như họ đến Việt Nam, họ lập ra một chính phủ để mà bóc lột, để mà cưỡng bức phụ nữ, để mà ăn thịt trẻ con hay để bóc lột sức lao động, thì tại sao họ lại không thu tiền học phí của trẻ em, họ lại bắt trẻ em phải uống sữa mỗi giờ giải lao? Tại sao họ không thu tiền viện phí giống như bây giờ đi của người bệnh, mà họ hoàn toàn miễn phí cho người bệnh? Tại sao lại như thế? Có rất nhiều điều vô lý. Thậm chí một quân nhân khi mà xả thân mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, một người đi lính nuôi cả nhà, nuôi vợ, nuôi con. Nhưng bây giờ thì sao? Một người bộ đội thì sao? Nếu như có chết, cũng chết trong câm lặng. Được bao nhiêu tiền? Được mấy trăm nghìn một tháng. Được một cái bằng Tổ quốc ghi công. Rồi sao? Chấm hết. Đó, chúng ta chỉ nhìn thấy, ở giữa hai cái chế độ thôi. Hồng Thế Hoàng nói thật, Hồng Thế Hoàng không hiểu nhiều về chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thật lòng là như vậy, Hồng Thế Hoàng không nói dối, không hề nói dối. Nhưng để muốn hiểu thì rất dễ dàng, bởi vì những người bạn trên Facebook của Hồng Thế Hoàng, rất nhiều người là lính Việt Nam Cộng Hòa, rất nhiều người là hậu duệ của những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, họ có thể kể cho Hồng Thế Hoàng nghe. Nhưng nếu Hồng Thế Hoàng nói rằng Hồng Thế Hoàng nghe kể lại thôi thì nó là một thông tin chủ quan, thông tin một chiều. Mọi người có thể nói rằng Hồng Thế Hoàng bị thế này, bị thế kia. Nhưng không, có những thứ nó rõ ràng trước mắt. Chúng ta đừng giả vờ chúng ta không thấy. Chúng ta đừng cố tình chúng ta không thấy. Chúng ta cứ thử nhìn, thử tự đặt cho mình câu hỏi tại sao lại thế. Đó là lý do Hồng Thế Hoàng yêu lá cờ vàng ba sọc. Hồng Thế Hoàng không quan tâm Việt Nam Cộng Hòa là cái gì, không quan tâm. Nhưng chỉ biết rằng ở cái thời đó, con người được tôn trọng, được bảo vệ, không phải như bây giờ. Yêu là một thứ cảm xúc, không cần lý lẽ. Giống như các bạn yêu một ai đó, thậm chí cái người mà mình yêu tính cách hoàn toàn ngược lại với mình, không hề giống mình. Thậm chí nhiều khi mình rất ghét cái tính cách, cái thái độ cư xử của người đó, cái hoàn cảnh của người đó, nhưng lại vẫn yêu tha thiết. Hay thậm chí ra đường chỉ nhìn thấy một cái áo thôi là thích, nhìn thấy một cái quần là thích, hay nhìn một bông hoa là yêu, nhìn một con vật là thích. Cái tình yêu là một thứ hoàn toàn bằng cảm xúc, bằng trái tim, không cần bất kỳ một lý lẽ nào cả, không cần đúng, không cần sai. Và Hồng Thế Hoàng yêu lá cờ đó, yêu cái Việt Nam Cộng Hòa đến mức như thế, không có lý do. Và có thì lý do chỉ đơn giản họ tôn trọng cái quyền con người. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta được tôn trọng không? Hồng Thế Hoàng không cần nói về bầu cử, không nói về biểu tình, không cần nói về lãnh đạo, không nói bất kỳ những thứ gọi là xa xỉ nào khác. Nói từ xa xỉ cho dễ hiểu, không hiểu, không nói. Chỉ đơn giản nhất là tại sao đến bây giờ bao nhiêu đứa trẻ không được đến trường, chúng nó vẫn đi bán vé số hàng tối, hàng ngày, hàng đêm. Hay có những lớp học tình thương, mọi người đừng nhắm mắt vào, đi thử lên Google xem những lớp học tình thương vào buổi tối, đó là dành cho những đứa trẻ ban ngày không được đi học. Chúng không được đi học vì sao? Có rất nhiều lý do là họ không có hộ khẩu tại nơi cư trú, không được đi học, không có tạm trú, không được đi học. Hay không có tiền, gia đình nghèo quá, không có tiền đóng học phí, cũng không được đi học. Hay một điều đơn giản nữa, gia đình quá khó khăn, họ phải tận dụng những đứa trẻ đó để đi lao động, để kiếm tiền giúp đỡ gia đình, thì những đứa trẻ đó cũng không được đi học. Vậy nguyên nhân tất cả là vì đâu? Vì không có tiền. Vậy thì tại sao không có tiền ở Việt Nam Cộng Hòa? Ở thời Việt Nam Cộng Hòa đó, người dân có giàu không? Hồng Thế Hoàng không biết. Có sinh ra trong thời Việt Nam Cộng Hòa đâu mà biết, có ở Sài Gòn đâu mà biết. Nhưng giàu hay nghèo hay không thì chúng nó vẫn được đi học. Một cái điều đơn giản thế thôi, tại sao chúng ta không nhìn ra, chúng ta không đặt câu hỏi? Vậy thực sự Việt Nam Cộng Hòa có phải là một chế độ, có phải là một cái quân cướp nước bán nước hay không? Hay được dựng lên để bảo vệ con người, bảo vệ người dân, bảo vệ sự tự do, sự dân chủ của chính chúng ta? Còn Đảng Cộng sản cho chúng ta cái gì? Hồng Thế Hoàng không cần nói những điều quá vĩ mô là không được tự do bầu cử hay không được biểu tình, những điều đó vĩ mô quá, nó xa xôi quá, nó đơn giản nhất thôi. Đó, bao nhiêu cái xác được quấn chiếu để trở về vì không có tiền.
tất cả những thông tin đó đừng nói mọi người không đọc tới, đúng không? Bao nhiêu cái xác quấn về không được trả tiền, bao nhiêu đứa trẻ chết đói trên đường đi học hay trong lớp học, tất cả từ đấy chúng ta đều thấy một cái quyền cơ bản của con người. Hay đơn giản nhất là cái quyền được tôn trọng, quyền được sống thôi. Khi chúng ta vào bệnh viện, chúng ta cấp cứu, việc đầu tiên họ làm phải họ cấp cứu cho người đang cấp cứu cho cái người mà đang bị cận kề cái sống và cái chết đó. Không, họ không làm điều đó ngay. Họ bắt chúng ta phải làm thủ tục nhập viện, họ bắt chúng ta phải đóng viện phí, rồi họ bắt đầu mới cấp cứu chúng ta, đúng không? Vậy thì cái quyền con người chúng ta có hay không đã? Cái quyền được sống chúng ta có hay không? Chúng ta là con người, là một bộ máy sinh học, sinh lão bệnh tử là điều tất nhiên. Giống như một cái máy đi thì cũng hỏng, cũng phải bảo dưỡng, thì con người cũng vậy. Nhưng cái việc vấn đề không phải bảo dưỡng, không phải chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà đơn giản đó là cái sống và cái chết chúng ta còn không được tôn trọng. Vào bệnh viện cái, nếu như không có người quen, có rất rất nhiều trường hợp ra, phải ra làm gì? Ra nhập viện, làm thủ tục nhập viện đã, phải đóng tiền viện phí cái đã. Còn nếu không có tiền đóng viện phí, anh không được cứu giúp. Và thậm chí rất nhiều người bị tai nạn giao thông, nếu như những cái người mà đưa những người bị tai nạn giao thông vào trong bệnh viện mà không nhận là người nhà, không đóng viện phí cho những người bị tai nạn giao thông đó, không được cứu cơ, bị bắt nằm ở một chỗ đó để đợi cơ. Cái quyền được sống còn không có. Tại sao những điều đơn giản thì chúng ta không nhìn ra? Hay là bởi vì có quá nhiều người có tiền, họ cứ nghĩ rằng là đâu phải. Nhưng mà thực tế đấy, như hôm nay nhá, hôm nay Hồng Thiếu Hoàng nhận được 3 cuộc gọi. Hồng Thiếu Hoàng đâu phải Bộ trưởng Bộ Y tế, Hồng Thiếu Hoàng đâu phải là Thủ tướng, đâu phải là, cũng đâu phải Tổng Bí thư. Nhưng tại sao hôm nay ít nhất là có 3 người gọi cho Hồng Thiếu Hoàng? Họ quá nghèo, họ bị tai nạn, họ quá nghèo, họ đã phải đi vay nóng để có tiền để mổ, và đến bây giờ tiền viện phí họ không có tiền đóng. Và qua thông tin nào đó họ biết đến Hồng Thiếu Hoàng, họ gọi cho Hồng Thiếu Hoàng xin được giúp đỡ để có tiền đóng viện phí. Nếu không có tiền đóng viện phí sẽ bị trả về. Đó là cái quyền được sống không có. Nếu như ở một cái chế độ có tôn trọng con người, họ phải cứu người cái đã, tiền tính sau. Bởi vì cái quyền con người là cái quyền cơ bản nhất. Nhưng không phải. Hay là chúng ta cứ so sánh đi, chúng ta cứ so sánh đi, chúng ta hỏi thôi nhá, hỏi những người bạn bên Mỹ á, xem có đúng không. Và những người bạn bên Mỹ thử trả lời thì comment lên đây xem có đúng không. Nếu như một con chó hay là một con thú rừng hay là một con đại bàng, một con gì đó mà bị mắc kẹt, bị gặp nguy hiểm, gọi cứu hộ ở bên Mỹ, cứu hộ có đến không? Đến chắc chắn, họ sẽ đến. Còn ở Việt Nam thì sao? Mạng người như cỏ đác, như rơm như đác, cháy nhà hỏa hoạn thì đến 15-30 phút sau mới đến. Giết người cướp của thì có khi giết người chết rồi, trộm cướp nó đi hết rồi thì cảnh sát mới ung dung đến. Cái quyền con người không có, cái quyền con người không được bảo vệ, không được tôn trọng. Một điều đơn giản đó chúng ta hoàn toàn có thể thấy. Và một điều nữa mà Hồng Thiếu Hoàng thắc mắc vô cùng, đó là ở cái chế độ này, cái xã hội chủ nghĩa này, họ đang giáo dục chúng ta cái gì vậy? Họ đang dạy chúng ta cái gì vậy? Có những thứ nó vô cùng vô lý. Và chính Hồng Thiếu Hoàng chính là nạn nhân của cái điều đó. Mọi người đi học thì từ bé đều được nghe cái câu là nghề giáo là nghề cao quý. Nghề giáo là nghề cao quý. Và đương nhiên người ta coi trọng những cái nghề cao quý đó. Và người ta cho rằng chỉ có những cái nghề cao quý đó mới được tôn trọng, mới được xã hội thừa nhận và mới được xã hội tôn trọng. Và vô tình họ không hiểu, họ vô tình hay họ cố tình, và cuối cùng tạo ra một thế hệ như thế nào. Thay vì con người được sống, làm việc đúng với thực lực, đúng với khả năng, đúng với mong muốn của mình, thì họ lại tìm mọi cách để có thể học được đại học, có thể đỗ được đại học, thậm chí chạy được để có cái bằng đại học để làm gì? Để vênh mặt với đời. Có rất nhiều những người mẹ ở quê, có rất nhiều các cậu sinh viên ở quê bằng được đỗ đại học. Và nếu mà đỗ đại học thì cả ăn họ to lắm, ăn mừng to lắm, cả làng, cả xã, cả huyện, thậm chí cả tỉnh ăn mừng cơ, vì đỗ được đại học, sướng lắm. Về khoe con tôi đỗ đại học, trường này trường kia oai lắm. Nhưng đâu biết rằng là đến đi học thậm chí không có năng lực, không có khả năng về cái ngành nghề mình học,
học thuộc, học cho thuộc, học kiểu trả bài rồi mang cái bằng ra, rồi cái không có năng lực mà, không có khả năng mà, không phù hợp với cái khả năng của mình thì ra đương nhiên là không thể làm được việc, trình độ không có, thế rồi thất nghiệp, quan hệ không có, tiền bạc không có, gia đình thì ở quê, tưởng con đi học đại học là oai sao, do có cái bằng đại học là có thể dễ dàng kiếm tiền, nhưng đâu phải hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu sinh viên ra trường thất nghiệp, rồi lại bắt đầu vẫn lại học đại học đấy nhưng đi làm bảo vệ, đó, đi bán hàng rong, thậm chí còn đi quét rác cũng có. Có rất nhiều cái bằng đại học là như vậy. Nhưng bởi vì sao? Họ dạy chúng ta, họ dạy chúng ta hướng đến những thứ mang tính chất cao quý. Và lúc đó mình cũng thế, mình cũng là một nạn nhân. À, mình nhìn những ông giáo sư, những ông tiến sĩ, những cái người mà người ta về người ta khoe với mình là ôi tôi có bằng tiến sĩ, có bằng giáo sư, mình sướng lắm, mình lễ phục, mình ngưỡng mộ họ lắm. Lúc đó trong đầu mình là họ cực kỳ giỏi, có bằng giáo sư, có bằng tiến sĩ cơ mà, học mấy bằng, bằng này bằng nọ cơ mà, nhìn ngưỡng mộ lắm. Và mình cũng thấy cố gắng phấn đấu để đi học, để có được cái như họ đang có, để vênh mặt với đời, để về nhà, để có thể tự hào với hàng xóm láng giềng. À, tôi đi học đại học, tôi học này học kia, sướng lắm. Và đi ra đường, nhìn thấy cô quét rác coi thường, nhìn thấy anh thợ xây khinh bỉ, thợ xây thì khinh bỉ, hay nhìn những người lao động chân tay thì nhìn bằng một mắt. Đó. Và Hồng Thái Hoàng đã từng như thế, đã từng là người như thế. Đến một lúc nào đó, khi mình nhìn nhận lại, mình nghĩ về quyền con người, mình nghĩ về con người, mình nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn sinh viên ra trường thất nghiệp, họ không khác gì những cái người ngoài kia, những cái người mà không được gọi là cao quý, họ không khác cái gì. Và mình đặt ra một câu hỏi, tại sao lại thế? Học cái gì, làm cái gì, nó còn phụ thuộc vào khả năng, định hướng phù hợp với mỗi người. Và Hồng Thái Hoàng thì không biết nhiều, nhưng mà Hồng Thái Hoàng xem những cái bộ phim của bên Mỹ á, và nói chuyện với rất nhiều người bạn ở Mỹ, thì họ định hướng của con họ rất là hay, là học xong bằng cử nhân anh có thể đi làm ngay. Bởi vì trong quá trình học, và học 12 năm học, chúng nó được đào tạo cực kỳ là tốt, có thể là làm những công việc, có thể ra học xong cử nhân chúng nó có thể đi làm ngay, và chúng nó được hướng đến những cái ngành học phù hợp, có thể là đi làm học nghề, không nhất thiết phải đi học đại học. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Cứ phải đi học đại học cơ, để được cái gọi là cao quý. Và chúng ta cho rằng học đại học là cao quý thì coi thường những cái khác không được gọi là cao quý. Nhưng chính những thứ mà chúng ta coi nó là không cao quý, chúng ta lại không thể thiếu nó hàng ngày. Rõ ràng chúng ta coi một cô lao công là công việc tầm thường, công việc bẩn thỉu, nhưng mà chúng ta rõ ràng chúng ta cần một đường phố sạch, chúng ta cần đường phố sạch nhưng mà lại coi thường người lao công. Chúng ta cần một ngôi nhà được xây lên đẹp đẽ thì chúng ta coi thường người thợ xây, họ không học đại học, đúng không? Chúng ta muốn bàn tay bàn chân chúng ta, móng tay móng chân chúng ta đẹp đẽ sạch sẽ nhưng lại coi thường người làm nail. Đó, muốn đi làm đẹp, muốn đi làm tóc kiểu này kiểu kia, nhưng lại nhìn một cái cô cắt tóc gội đầu là nghĩ lại coi đẻ họ, coi họ không cao quý. Rõ ràng chúng ta đang coi thường những cái giá trị thật trong cuộc sống, nhưng thì lại tôn trọng những cái giá trị trên giấy tờ, trên sách vở. Có ai nói rằng ra đường không cần đường phố sạch không? Nên đường ngập rác có thích không? Thích. Mà để đường được sạch sẽ thì đương nhiên phải có nhờ công của cô lao công, phải có những cái người đó phải đi làm những công việc như thế. Nhưng mà chúng ta cần những cái như thế, chúng ta lại coi thường những người làm việc như thế. Hay các bà, các chị cũng vậy thôi, tuần nào tháng nào cũng đến các tiệm nail để sửa chân móng tay, giơ chân giơ tay cho họ làm, nhưng trong đầu lại kinh bỉ họ. Ôi trời ơi, kiếp mày làm cái nghề này, con tao nó làm giáo sư, con tao nó làm bác sĩ, con tao nó học đại học, con tao nó ngồi văn phòng đó. Nhưng biết đâu được rằng là những người làm nail á, thậm chí người ta có thu nhập hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng một tháng. Đó, không phải Hồng Thái Hoàng không nói với tất cả ví dụ thôi. Hay những người làm tóc trang điểm ý, họ có thu nhập rất cao. Và tất cả những người như thế, họ đều có thể khởi nghiệp từ những cái công việc nhỏ nhỏ nhất. Thay vì đi học đại học, thay vì để có một cái bằng tiến sĩ giấy, thay vì để có thể về khoanh hoang sĩ diện với cả hàng xóm láng giềng, khoe với hàng xóm láng giềng là được đi học đại học, thì có thể đi học nghề sửa xe máy, học nghề sửa xe đạp, bắt đầu từ cái nghề đơn giản nhất sửa xe đạp, rồi nâng cao tay nghề sửa xe máy, đến khi có tay nghề hơn nữa là biến nó thành một cái gara sửa xe máy, xe ô tô. Rồi khi có một cái gara rồi thì có thể là buôn bán ô tô, buôn bán xe máy. Đó,
từ một công việc gọi là thấp hèn nhất, chúng ta có thể trở thành một ông chủ, đâu cần phải những cái bằng giấy tờ những cái đấy đâu. Nhưng thay vì họ định hướng, thay vì họ định hướng con người được làm những cái thứ đúng phù hợp với khả năng, trình độ, thì sao? Họ lại định hướng giới trẻ chạy theo những thứ mang tính hình thức, để rồi ra trường thì thất nghiệp. Thất nghiệp không hẳn là vì là không có công ty tuyển dụng, mà bởi vì cái trình độ không làm nổi việc. Học kỹ sư, học bác sĩ, học ngành này ngành kia, nhưng mà cái trình độ, cái khả năng lại không thể để làm nổi công việc đó, thì làm sao đi làm việc. Thất nghiệp không hẳn là vì là không có công ty tuyển chọn đâu, không phải. Chính cái trình độ, chính cái khả năng không phù hợp để làm được những công việc đó. Bởi vì thay vì học những thứ thực tế phù hợp với khả năng của mình, thì họ lại định hướng chúng ta để coi những thứ trên cái bằng, những cái học vị học hàm đấy là những thứ quan trọng, mà chúng ta coi thường những cái giá trị đạo đức thực tế. Hay những cái người làm nail á, họ bắt đầu từ cái nghề làm nail, họ sửa móng chân, sửa móng tay, rồi bắt đầu họ học làm tóc, họ học trang điểm. À, đến khi mà họ có một tay nghề thành thạo rồi, họ có một số vốn rồi, họ mở một cái salon. Rồi họ mở salon rồi họ lại đi học nâng cao tay nghề, họ học thẩm mỹ, họ học cái này, họ học kia, rồi họ mở ra những cái tiệm thẩm mỹ đó. Từ chỉ là một cái người làm nail bình thường thôi, họ hoàn toàn có đủ khả năng. Nếu như họ yêu nghề, họ có khả năng trong việc đó, họ có thể trở thành một bà chủ, một ông chủ, một bà giám đốc, một ông giám đốc của một trung tâm thẩm mỹ. Hay một anh sửa xe máy bình thường, yêu cái nghề sửa xe máy, yêu cái nghề cơ khí, hoàn toàn có thể có khả năng trở thành một ông chủ của một gara, thậm chí là ông chủ của một cái cửa hàng bán ô tô xe máy. Khi họ có đủ cái kinh nghiệm, đủ cái số vốn, đủ cái năng lực rồi, họ hoàn toàn có thể. Tất cả những cái thứ mà họ định hướng chúng ta để coi thường cái giá trị đó, thì những thứ đó hoàn toàn có thể làm chủ được chúng ta. Nhưng họ định hướng chúng ta bằng những cái thứ trên giấy, trên tờ, trên sách, xanh vở, và tự chúng ta coi thường nhau. Coi thường một cô nhân viên phục vụ nhà hàng, nhưng rõ ràng chúng ta vào nhà hàng, chúng ta không ăn ở nhà, chúng ta vào nhà hàng ăn để làm gì? Để chúng ta được phục vụ. Nhưng mà khi chúng ta được phục vụ, chúng ta lại coi thường ngay cả những người phục vụ. Có vô lý không? Chúng ta được họ phục vụ chúng ta, chúng ta bỏ tiền ra. Nếu như ai cũng chọn nghề giáo viên, ai cũng chọn nghề cao quý đó, thì ai sẽ là người phục vụ chúng ta? Thì chúng ta bắt buộc phải phục vụ cho nhau. Chúng ta phải bắt buộc phải phục vụ cho chính mình á, chứ không phải phục vụ cho nhau. Thì làm gì có chuyện chúng ta có thể bỏ tiền ra để thuê người này người kia phục vụ được. Vậy thì rõ ràng là chúng ta cần người phục vụ. Nhưng khi đến một nhà hàng, thấy một cô phục vụ, thấy một anh phục vụ, một anh tạp vụ, chúng ta lại coi thường họ. Chỉ có tao, tao làm tiến sĩ, làm giáo sư, đang ngồi văn phòng máy lạnh mắt rượi, còn anh chị, còn mày, em chỉ là những cái đứa phục vụ thôi, không đáng để tôn trọng. Rõ ràng chúng ta đang tôn trọng những cái giá trị rất thật của cuộc sống, và chúng ta coi thường những giá trị rất thật của cuộc sống, nhưng lại tôn trọng những thứ rất ảo, những thứ chỉ trên giấy, trên tờ, mà chúng ta quên mất rằng là những thứ chúng ta coi thường là những thứ chúng ta không thể thiếu hàng ngày. Thậm chí cả một người giúp việc đến nhà làm việc, coi họ là ô xin, coi họ là người giúp việc, coi thường họ. Nhưng rõ ràng là cần họ, thuê họ. Thậm chí có nhiều người còn phải năn nỉ người giúp việc đến để làm việc cho nhà mình cơ. Nhưng trong đầu lại khinh bỉ họ, coi họ đó là cái công việc thấp hèn. Có phải đó cái cách mà họ đang giáo dục thế hệ chúng ta, là coi thường những giá trị thật của con người, những giá trị thật của cuộc sống, để coi trọng những thứ hão huyền, hão danh. Và một cái câu mà Hồng Thái Hoàng được nghe chính những người ở dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa nói rằng, ở thời Việt Nam Cộng Hòa, trên những tựa đề của những cuốn sách thường ghi là tài sản của quốc gia ẩn dưới mái đầu xanh. Tài sản của quốc gia ẩn dưới mái đầu xanh, đó là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa họ đã định hướng cho học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ được hiểu được điều đó. Anh không có cái gì cả ngoài cái bộ não, bộ óc của anh. Mọi thứ anh có được, anh làm được là tài sản của anh, là từ cái này ra. Đúng không? Tại sao ở một cái thời Việt Nam Cộng Hòa, cái thời bị gọi là nô lệ của Mỹ, cái thời mà nói rằng là mà trên các trang sách lịch sử nói rằng sống rất khổ sở, sống rất nghèo đói, thì lại có thể được một cái câu nói, một cái câu tựa đề sách nó vô cùng hay đến như thế. Tài sản của quốc gia ẩn dưới mái đầu xanh chính là cái trí não, là cái trí tuệ của chúng ta. Còn
chế độ này, cái xã hội chủ nghĩa này, họ dạy cho thế hệ trẻ, họ dạy chúng ta cái gì? Rừng vàng biển bạc. Tài sản của chúng ta là rừng vàng biển bạc. Đó. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Thấy, thì thay vì họ dạy cho thế hệ trẻ là phải học tập, lao động không ngừng, phải suy nghĩ, phải tận dụng trí não của mình, trí óc của mình để gây dựng, để xây dựng cho sự nghiệp của chúng ta, xây dựng cho đất nước, cho quốc gia chính bằng cái trí não của mình, thì cái xã hội chủ nghĩa này họ lại dạy con cháu chúng ta ăn cắp, sống nhờ, dựa dẫm, dựa vào rừng vàng, dựa vào biển bạc, cứ đến rừng là chặt cây về có tiền, cứ ra biển đánh bắt cá là có tiền, khai thác khoáng sản là có tiền, rồi trời sinh voi trời sinh cỏ, cứ đẻ đi, cứ đẻ lắm, cứ ăn, cứ tiêu thoải mái đi, rồi trời sinh voi trời sinh cỏ, rồi sẽ có tự nhiên mà có. Họ dạy chúng ta dựa dẫm, ăn bám, không dạy chúng ta cách tự lực cánh sinh. Tại sao họ lại thế? Tại sao lại nhồi nhét những cái tư tưởng ăn bám đó vào đầu của thế hệ chúng ta? Thay vì chúng ta là phải biết nỗ lực, tự phấn đấu, tự học hỏi, tự rèn luyện, tự xây dựng chính bản thân mình, quê hương mình, đất nước mình bằng chính những cái kiến thức của mình, cái trí tuệ của mình, thì lại đi dựa dẫm vào tất cả những gì có sẵn. À, đấy, cái lớn là dựa vào rừng vàng biển bạc, cái bé hơn là dựa vào bóng cha bóng mẹ, cậy quyền cậy thế. Con ông cháu cha khỏi cần đi học, cứ học cho xong, học có cái bằng thôi, rồi ra trường yên vị một chỗ để ngồi, cha truyền con nối. Đâu còn cái thời quân chủ chuyên chế nữa mà cũng cha truyền con nối. Cha làm chủ tịch chắc chắn con sau này cũng nhét vào một chân đó để sau này làm chủ tịch. Có thấy vô lý không? Có thấy giữa hai nền thôi, cái giáo dục nó hoàn toàn khác nhau không? Tại sao chúng ta không nhìn thấy điều đó để tự đặt cho mình một câu hỏi và tự mình trả lời thôi, không cần nghe bất kỳ một ai cả, nhưng hãy tìm hiểu để xem nó có đúng hay không, rõ ràng bây giờ nó có đúng như vậy hay không. Không phải chỉ dựa dẫm vào rừng vàng biển bạc đâu, mà còn dựa dẫm vào nhau. Thay vì cùng nhau định hướng phát triển suy nghĩ thì dựa sống dựa. Tại sao một đất nước Nhật trải qua một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đã bị ném bom nguyên tử, rồi lại trải qua một cái sự cố nổ nhà máy hạt nhân mà vẫn sừng sững hiên ngang trở thành một cường quốc của thế giới? Tại cái ý thức của họ để đâu? Tại sao chúng ta luôn tự hào rằng chúng ta là dòng dõi Lạc Hồng, con cháu bà Trưng bà Triệu? Tại sao chúng ta luôn tự hào chúng ta có 4.000 năm lịch sử, ngàn năm văn hiến, ngoài Hà Nội thì ngàn năm văn hiến, nhưng không bằng một góc văn hóa của người Nhật? Một đất nước không có rừng vàng biển bạc, một đất nước chỉ có núi lửa, chỉ có sóng thần, chỉ có động đất. Nhưng tại sao chúng ta không đặt ra câu hỏi đó, mà chúng ta cứ dự ỉ vào là có ông nhà nước, có ông Đảng Cộng sản lo, có bà Chủ tịch Quốc hội lo, có ông Nguyễn Phú Trọng lo, chúng ta ỉ vào họ, có họ lo hết rồi, mà chúng ta không tự đặt ra câu hỏi. Một đất nước Nhật không thể thịnh vượng như vậy khi những người dân họ lao vào cướp bóc nhau, tranh giành nhau, khi những người dân họ không đứng xếp hàng chỉ để nhận được món đồ cứu trợ, khi họ không tôn trọng quyền con người, thì không bao giờ có một đất nước như vậy. Bởi bất kỳ một đất nước nào cũng phải có những cái tế bào là từ một cá nhân, từ một gia đình mới tạo ra được một xã hội. Đừng nói rằng ở đất nước Nhật Bản lãnh đạo của họ thế này thì kia. Đương nhiên họ xây dựng một cái chế độ, họ xây dựng một cái chính sách, họ xây dựng một cái đường lối để cho dân họ đi theo. Và cái đường lối đó tôn trọng con người, có ý thức, có tự giác. Còn cái mà chúng ta đang bị bắt buộc phải đi theo có cái gì không? Chúng ta cứ dựa vào cái này, dựa vào cái kia. Và Hồng Thiếu Bằng nhắc lại một câu muốn mọi người nghe đi nghe lại để mà nhớ: tài sản của quốc gia ẩn dưới mái đầu xanh. Đó là một câu trong những cái bìa sách, những lời tựa trong những cuốn sách ở thời dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã dạy như vậy. Một đất nước mà chỉ có một duy nhất một người đi xe buýt, một cô học sinh đi xe buýt, mà cả một đoàn tàu vẫn phải chạy bao nhiêu năm chỉ để đón một người đi xe buýt. Nếu như ở Việt Nam thì sao? Bao nhiêu người dân mất đất, hàng chục hộ dân mất đất, hy sinh cho những người giàu. Ông Nguyễn Bá Thanh nói: không có tiền thì làm gì có quyền ở những nơi mặt tiền sang trọng như thế này. Hy sinh hàng chục mấy chục hộ dân ở Cồn Dầu mất đất để xây dựng được một cái vỏ bọc
Đà Nẵng thành phố đáng sống. Tất cả cũng chỉ là cái vỏ bọc thôi, chỉ là cái để người ta nhìn vào thấy đẹp đẽ, thấy đáng sống. Và những người đang hưởng thụ những cái đáng sống đó, họ quên rằng ở để được cái đáng sống đó thì bao nhiêu người phải mất đất, bao nhiêu người phải tha phương cầu thực, bao nhiêu người phải kêu khóc mỗi ngày không có nhà ở, không có đất ở. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ, đến quyền hưởng thụ của họ, mà quên rằng khi chúng ta hưởng thụ là có một người khác xung quanh rơi nước mắt. Nhưng đất nước Nhật không có điều đó. Không phải vì một con người, không phải thể vì một tập thể họ bỏ một con người. Hay một đất nước như Singapore, thủ tướng Singapore đã từng nói, thủ tướng Singapore là ai? Lý Quang Diệu đúng không? Đã từng nói ước gì Singapore có thể giống bằng Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng bây giờ thì sao? Singapore là một thành phố như thế nào? Một đất nước như thế nào? Việt Nam có so sánh nổi không? Có đứng gần nổi không? Có đứng giống như một viên kim cương và một hạt sạn không? Hoàn toàn khác hẳn một trời một vực. Vậy tại sao một thủ tướng đã từng mơ ước Việt Nam được Singapore được trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông, trở thành Sài Gòn thì bây giờ nó lại gấp hàng trăm ngàn lần Việt Nam như bây giờ? Vậy do đâu? Do đường lối của họ. Họ đưa dân đi theo con đường nào? Đường con đường nào cũng phải lấy con người là cái căn bản. Khi con người được quyền, được tôn trọng thì họ sẽ dùng hết cái khả năng của mình, họ dùng hết cái trí óc của mình, họ dùng hết trí tuệ của mình để xây dựng xã hội, xây dựng đất nước. Còn ở một đất nước họ không coi trọng quyền con người thì làm sao người ta muốn bỏ sức ra để người ta lao động? Một đất nước mà làm theo năng lực mà lại hưởng theo nhu cầu, thấy có vô lý không? Tại sao chúng ta nghe một câu nói thế? Tại sao có tất cả chúng ta đều có suy nghĩ, đều có kiến thức? Chúng ta không đặt ra câu hỏi là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Năng lực của chị anh có một phần mà anh đòi hưởng 10, vậy thì cái hưởng 10, cái dư ra phần 9 ấy lấy ở đâu ra? Lấy ở đâu ra để được hưởng theo nhu cầu như thế? Tại sao chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi không? Họ nói làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, vậy thì cái khả năng của họ chỉ làm được 1 nhưng họ lại được hưởng 10 vì nhu cầu của họ là 10, thì cái 9 phần dư ra đấy họ lấy ở đâu ra? Họ phải đi cướp của người này, cướp của những người thấp cổ bé họng, cướp của những người dân, cướp của những người không có tiếng nói, để họ dành sang cho họ để được hưởng cái nhu cầu, theo cái nhu cầu của họ. Còn ở những đất nước họ, anh làm ra một anh hưởng một, anh làm ra bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Còn đất nước chúng ta thì những cái người mà nô bộc của chúng ta hay là những người lãnh đạo của chúng ta thì họ làm một thì họ lại hưởng 10. Nhu cầu của họ là như vậy, nhu cầu của họ là những tài sản hàng triệu đô ở các ngân hàng quốc tế. Nhu cầu của họ là những đứa con của họ được ăn xài thoải mái, du học ở những đất nước tư bản. Nhu cầu của họ là hàng ngàn mảnh đất, hàng ngàn hecta, là những ngôi biệt thự hàng triệu đô, những chiếc xe hàng tỷ đồng. Và họ làm gì cho chúng ta? Rồi có những người hỏi như thế này: bạn đã làm gì cho đất nước chưa? Vậy thì hỏi đất nước Mỹ xem, có những người tàn tật họ có làm gì cho đất nước đâu? Họ vẫn được quyền đi bầu cử, đúng không? Họ vẫn được hưởng chính sách an sinh của xã hội. Vậy những người tàn tật ở những đất nước như Mỹ, như Anh, như Úc, như Pháp, những người tàn tật họ có làm được cái gì đâu? Họ không làm được, họ không nộp thuế được, thì tại sao họ vẫn được hưởng những cái chế độ chính sách đấy? Còn chúng ta thì lúc nào cũng bị hỏi chúng ta làm được cái gì cho đất nước, trong đó chúng ta vẫn đang đi làm, vẫn đang nộp thuế. Từ một cái vật nhỏ nhất, rẻ nhất chúng ta mua về, trong đó cũng có tiền thuế. Nhưng chúng ta vẫn luôn bị hỏi chúng ta đã làm gì cho đất nước chưa, mà chúng ta có quyền này, có quyền kia. Vậy thì hoàn toàn chúng ta phải làm gì đó, chúng ta mới có quyền. Thế thì những đất nước, các bạn hãy hỏi đi, những đất nước đó, những đất nước tư bản dễ chết đó, những con người đó, những con người tàn tật đó, họ có đi làm được không, có nộp thuế được không? Tại sao họ vẫn được hưởng an sinh chính sách của xã hội? Tại sao không ai hỏi họ làm được gì đất nước không? Đó chính là sự chia sẻ rủi ro. Đó chính là lý do người ta phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Và Việt Nam cũng có thuế thu nhập cá nhân. Những người có thu nhập cao vẫn phải nộp thuế. Và cái thuế đó để làm gì? Để chia sẻ rủi ro cho những người kém may mắn hơn, những người không có khả năng lao động hoặc có khả năng lao động thấp. Nhưng thực tế, cái khoản tiền thu nhập thuế cá nhân đó có được chia sẻ hay không? Chúng ta đều biết. Chúng ta đều biết. Hãy tự mình tìm hiểu đi, lên Google xem. Sót những hoàn cảnh nghèo, hàng ngày hàng trăm lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt chia sẻ kêu gọi cứu giúp những người nghèo, những người không có tiền khám chữa bệnh, những người không có tiền để mà đóng học cho con. Vậy thì cái thu nhập cá nhân đó đáng nhẽ phải chia sẻ rủi ro cho họ, thì họ sử dụng cái thu nhập cá nhân của chúng ta đi vào đâu?
hãy tự đặt ra câu hỏi, hãy tự đặt ra rằng để chúng ta tự trả lời, để chúng ta tự biết rằng là chúng ta đang thực sự được sống hay chúng ta đang tồn tại. Và tại sao chúng ta lại không có quyền được nói? Tại sao họ không cho chúng ta nói? Bởi vì họ sợ. Và tại sao họ lại sợ? Họ sợ cái gì? Họ sợ mất quyền lợi của họ. Họ sợ mất đi sự độc tài. Và tại sao ở các đất nước tiên tiến các họ đều có luật biểu tình? Tại sao chúng ta không tự đặt hỏi ra một cái điều rất là, một cái điều vô lý? Tại sao tất cả những đất nước đó họ đều có luật biểu tình? Còn ở Việt Nam, Trung Quốc, Trung Quốc thì Hồng Thái Hoàng không biết chắc chắn, Việt Nam không có. Biểu tình chính là tiếng nói của dân. Tổng thống Hàn Quốc phải từ chức vì dân biểu tình không cho làm tổng thống nữa. Bởi vì đơn giản nhất, dân là người đóng thuế để nuôi tổng thống. Dân chính là người đóng thuế để xây dựng đất nước, và họ có quyền nâng lên, hạ xuống. Còn chúng ta không có quyền. Luật biểu tình đơn giản, mọi người đừng nghĩ rằng luật biểu tình là một cái gì đó quá cao siêu. Luật biểu tình chỉ đơn giản là cái tiếng nói của dân được thể hiện ra. Nhưng chúng ta không có luật đó, bởi vì họ không cho phép chúng ta được nói. Nói thật nhá, bây giờ mà chỉ có luật biểu tình thông qua thôi, ngay ngày hôm sau, ngay ngày mai thôi, Việt Nam sẽ loạn. Không có ai chịu trong nhà, ngồi trong nhà đâu. Nhưng họ sợ, vì dân bất bình quá rồi. Dân chịu sức ép quá nhiều rồi. Họ bị đè nén quá nhiều rồi. Và họ sẵn sàng bung ra như một trái pháo, như một quả mìn, bung ra nổ tanh xác những cái kẻ mà ức hiếp họ. Hoàng Vũ, dạ ở Đan Mạch những người tàn tật nhà nước trợ cấp mỗi tháng 1.000 đô. Có rất nhiều những người, họ kể cho ông Thái Hoàng nghe, những đứa trẻ mà khi mà đi tiêm phòng hay là mà đi khám chữa bệnh gì đó mà bị bên tiêm phòng hay bệnh viện mà làm cho bị làm sao đó, thì những đứa trẻ đó được nuôi hoàn toàn đến hết đời. Thậm chí người chăm sóc cũng có khoản tiền để nuôi dưỡng những người như vậy. Nhưng ở chúng ta thì sao? Bệnh nhân chết, một câu xin lỗi còn chẳng có, đừng nói chuyện bồi thường. Tai nạn giao thông chết, 100 triệu đủ để ma chay. Có được cái gì không? Hoàn toàn không được. Tại sao lại không được? Tiền, cái tiền mà chúng ta đóng thuế đi về đâu? Họ cứ nói rằng Việt Nam nghèo. Họ cứ nói rằng Việt Nam nghèo. Chúng ta đừng đòi hỏi đất nước chúng ta nghèo. Nhưng mà tại sao những cái người họ nói rằng đất nước chúng ta nghèo, chúng ta không đòi hỏi thì sao? Thì sao họ lại có thể có những chiếc xe hàng tỷ đồng? Một người sở hữu hàng bao nhiêu cái xe? Một gia đình quan chức có 4 đứa con thì 4 đứa mỗi người một cái xe hàng tỷ đồng. Tiền đấy ở đâu ra? Tại sao tôi lên tiếng? Bởi vì đơn giản tôi có một đôi mắt để nhìn, có một đôi tai để nghe, tôi có một trái tim để cảm nhận. Tôi không thể là một cái cây hay là một con vật được nuôi trong một cái chuồng. Họ cho gì ăn đấy, họ nói gì nghe đấy. Đơn giản tôi là một con người. Và tôi không thể chấp nhận sự giáo dục vô cảm của họ đang giáo dục tôi và những người khác. Họ bắt chúng ta vô cảm. Mọi người có hiểu rằng họ bắt chúng ta vô cảm là gì không? Có nhiều người thắc mắc, thực sự không hiểu cái xã hội này họ dạy cho người dân vô cảm là như thế nào. Để Hồng Thái Hoàng chia sẻ cái suy nghĩ của Hồng Thái Hoàng nhé. Là khi chúng ta cứu một người nào đó, thay vì chúng ta được tuyên dương, khen thưởng, thì có nghĩa rằng là họ coi trọng cái hành động cứu người, giúp người, thì chúng ta lại gặp vô vàn cái rắc rối của nhà cầm quyền. Và đương nhiên chúng ta không muốn làm nữa. Bởi vì khi giúp người, khi cứu người mà lại gặp những rắc rối đó thì làm sao họ muốn, người ta muốn làm được. Và bắt buộc người ta phải vô cảm. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta bắt buộc phải vô cảm bởi vì chúng ta gặp những sự rắc rối của nhà cầm quyền đè nén chúng ta. Ra đường gặp một người bị tai nạn giao thông, bỏ hết công việc, bỏ hết tài sản ở đấy để cứu họ, nhưng cái xe vừa dựng cái đã bị ăn trộm, ăn cắp mất, lấy mất đi rồi. Đó, trước tiên là vấn đề về nạn trộm cắp. Sau đó khi chúng ta đưa cái người đó vào bệnh viện, thay vì bên cảnh sát giao thông họ đến hiện trường, họ xem xét, thì họ lại lôi chúng ta lên cơ quan điều tra. Họ bắt chúng ta viết tường trình, bắt chúng ta viết kể lại câu chuyện đó, và chúng ta mất thời gian.
rồi thậm chí họ nghi ngờ chúng ta gây tai nạn. Vậy thì một cái hành động cứu người đáng nhẽ là phải được tuyên dương, được khen thưởng, thậm chí khen thưởng bằng tiền mặt, thì chúng ta lại gặp vô vàn rắc rối với những cái thủ tục hành chính chỉ để chứng minh rằng là tôi cứu người chứ không phải tôi đâm vào người. Thì lần sau chúng ta còn muốn cứu hay không? Nói thật nhá, 70% không muốn cứu, bởi vì họ còn có gia đình ở nhà, họ còn có công việc ở nhà, họ đã bỏ đi cái thời gian để cứu người rồi, họ đã bị gặp rắc rối nữa, ai muốn làm? Ai muốn làm? Hay họ nói rằng chúng ta phải làm sao tích cực chống những cái xấu, chống tham nhũng. Nhưng bao nhiêu người phải vào tù chỉ vì chống tham nhũng rồi. Họ nói một đằng nhưng họ làm một nẻo. Họ nói chúng ta phải làm việc tốt, phải noi gương cái người vĩ đại đó. Nhưng khi chúng ta làm việc tốt, chúng ta gặp rắc rối với họ. Họ nói rằng chúng ta phải chống tham ô, chống tham nhũng, làm sạch bộ máy này. Nhưng khi chúng ta chống tham ô, tham nhũng, chúng ta lại bị họ bắt vào tù, đưa vào tù. Đó, chúng ta không được phép làm việc tốt, chúng ta không được phép trở thành những người tốt, chúng ta bắt buộc phải sống vô cảm. Và tại sao họ bắt chúng ta phải trở thành vô cảm? Để chúng ta tự giết hại lẫn nhau, để chúng ta làm cho nhau nghèo đói. Thay vì hôm nay chúng tôi kiếm ra được 10 đồng, tôi giúp cho người bạn của tôi cũng kiếm ra được 10 đồng, họ không kiếm được 10 đồng thì kiếm ra được 7 đồng, 8 đồng để họ bớt đói, họ có được cuộc sống như chúng ta. Nhưng mà chúng ta không, chúng ta sợ, chúng ta không dám chia sẻ những điều đó. Họ khiến cho chúng ta vô cảm đến mức như thế, để chúng ta dễ giết nhau, dễ hại nhau, để chúng ta trở thành nghèo đói, ấu trĩ, vô cảm, để họ dễ bể cai trị chúng ta. Đó là mục đích sâu xa, mục đích thâm hiểm của họ. Tại sao một cái người mà được gọi là giản dị đến mức như thế mà bây giờ hàng tháng phải tiêu rằng hàng ngàn tỷ, dùng đến hàng trăm con người chỉ để bảo vệ một cái xác khô không thể cho đi siêu thoát? Tại sao lại thế? Có thể vô lý không? Rõ ràng họ bảo chúng ta phải tiết kiệm, nhưng mà họ dựng lên một cái chỉ để hàng ngày hàng đoàn người mua vé vào để thăm một cái xác vô hồn. Tại sao ông Lý Quang Diệu không có bất kỳ một cái tượng đài nào ở Singapore? Tại sao khi sang Singapore hỏi rằng tượng đài Lý Quang Diệu đâu, họ nói rằng là tượng đài Lý Quang Diệu ở đây này. Tượng đài Lý Quang Diệu ở đây, không phải ở Sơn La, không phải ở Lai Châu, không phải ở Thanh Hóa, không phải ở đường Hoa Nguyễn Huệ. Tượng đài Lý Quang Diệu ở đây, ở trong trái tim mỗi người dân, ở một cái đất nước, ở một thành phố mà ông đã cho người dân được hưởng một cuộc sống thực sự của một con người văn minh lịch sự mà bao nhiêu đất nước đều phải mơ ước tới. Tượng đài Lý Quang Diệu ở đó, không phải ở Sơn La, một vùng đất rất nghèo, có những đứa trẻ không có tiền đi học và ăn muối thay thịt. Nhưng những tượng đài sừng sững hàng nghìn tỷ đồng vẫn được dựng lên. Chúng ta thấy vô lý không? Họ coi trọng người chết hơn cả người sống. Họ làm sinh nhật cho cả người chết, còn người sống thì miếng cơm cũng không có cái để đổ vào mồm. Chúng ta có thấy vô lý không? Tại sao chúng ta không tự đặt ra mình câu hỏi đó để thấy đó là những điều vô lý? À, bởi vì đó là một người lãnh tụ, đúng không? Đó là lãnh tụ thì phải được như thế. Vậy thì tại sao bao nhiêu lãnh tụ, bao nhiêu đời tổng thống Mỹ, nhà nước họ không có lấy tiền thuế ra, chính phủ không lấy tiền thuế để xây dựng tượng đài, mà tiền thuế từ xây dựng tượng đài đều do người dân đóng góp. Tại sao họ không dám dùng cái tiền thuế đó để xây dựng tượng đài? Đâu phải Việt Nam là đất nước duy nhất trên hành tinh này, có gần 200 quốc gia mà. Đâu phải không có nhiều lãnh tụ, không có nhiều những cái người mà đã dựng nước, giữ nước. Đâu phải chỉ có mỗi ông Hồ đâu, mà tại sao duy nhất có ông Hồ có hàng ngàn, hàng trăm bức tượng đài ở khắp nơi, những nơi nghèo nhất như thế cũng có tượng đài. Họ có coi trọng mạng sống của con người không? Họ có coi trọng quyền được đi học của đứa trẻ không? Họ coi mạng sống của chúng ta không? Không, họ không hề. Họ bắt buộc phải xây dựng tượng đài, bởi cái xây dựng tượng đài đó 1.000 tỷ thì họ được 300 tỷ trong đó. Bởi xây dựng tượng đài đó, họ bắt người dân phải hướng theo một cái người không có thật, một vị thần thánh không có thật, để đi theo một cái đường lối không có thật, để họ dễ bề làm cho chúng ta ngu đi, dễ bề cai trị chúng ta. Rõ ràng ở bên Mỹ, cái này thì mọi người có thể là mọi người có thể hỏi những người bạn đang comment ở đây là những người bên Mỹ xem có đúng không. Những người bạn của bên Mỹ, ông Thế Hoàng nói rằng như này này, khi ra đường mà bị cảnh sát giao thông bắt, 100% anh sai, không bao giờ
giờ có chuyện là anh có thể cãi được cảnh sát giao thông. Bởi nếu như cảnh sát giao thông mà bắt anh mà họ sai, anh đúng, ngay lập tức cái người mà bị bắt đó có thể gọi luật sư kiện cái người cảnh sát giao thông đó, và cái người cảnh sát giao thông đó sẽ bị đuổi việc hoặc kỷ luật ngay tức khắc, bị kiện. Thế nên họ không bao giờ được phép bắt sai. 99,9% khi bắt người vi phạm giao thông đều đúng, đều lỗi vi phạm đúng. Hồng Thế Hoàng không ở bên Mỹ, nhưng có rất nhiều người đang ở bên Mỹ, đang ngồi đây, đang nghe Hồng Thế Hoàng nói, họ có thể xác nhận điều đó. Đây, anh Anthony Huỳnh, anh Steven Đỗ, Hoàng Vũ. Đấy, có rất nhiều người đều nói. Và những người bạn của Hồng Thế Hoàng nói rằng là khi anh bị cảnh sát giao thông tuyết còi dừng lại 100%, không, nói thế thì nói hơi quá, 99,9% là anh sai. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực, thậm chí cả một thằng dân quân, một thằng dân phòng thôi, nó cầm cái gậy, nó có quyền, nó đứng ra, nó chỉ chúng ta, nó chỉ vào mặt chúng ta, bắt chúng ta dừng lại, nó kiểm tra giấy tờ, rút chìa khóa xe của chúng ta. Họ là ai? Duy nhất ở chân, ở bên, ở những cái đất nước đó chỉ có cảnh sát giao thông là những cái người mà ra để điều khiển, rồi bắt những cái trường hợp vi phạm giao thông. Còn ở Việt Nam thì quá nhiều các trường hợp, rồi 113, rồi phản ứng nhanh, rồi cơ động, rồi công an phường, rồi dân quân, dân phòng, thanh tra trật tự, 4-5 cái cơ quan chức năng, nhưng đường vẫn ùn tắc, tai nạn vẫn xảy ra, va quẹt vẫn liên tục. Và họ có thể dừng xe người tham gia giao thông bất kỳ khi nào, đêm ngày sáng tối không quan tâm, đúng hay sai không quan tâm, họ dừng xe bất kỳ khi nào. Mềm nắn thì rắn buông, gặp cái người không hiểu luật, việc đầu tiên họ nói, đưa tôi xem giấy tờ xe của anh. Sai. Anh chỉ được quyền bắt người vi phạm giao thông, anh có chứng cứ rõ ràng bằng hình ảnh, có người làm chứng, anh chỉ được quyền dừng xe hạ khi họ vi phạm giao thông. Còn nếu để kiểm tra hành chính, anh phải có chuyên đề để kiểm tra hành chính xe. Nhưng họ hoàn toàn dừng xe những người đó lại, không hề vi phạm giao thông. Nhưng bởi vì dân mình không hiểu luật, không chịu đọc luật, nghe thấy cảnh sát giao thông dừng lại là sợ rồi. Họ nói là gì? Họ nói kiểm tra giấy tờ xe, thế là vội vàng rút ví ra đưa giấy tờ xe cho họ. Thế là khi họ cầm giấy tờ xe rồi, họ nói là anh chị đi như này, anh chị đi như thế kia. Thì ngay cả cái gọi là mềm nắn rắn buông mà thấy cái người tham gia giao thông không hiểu luật, cái là họ bịa ra một đống thứ. Thế thôi, răm rắp đút tiền ra đưa cho họ. Đó. Còn nhưng nếu những người hiểu luật, chắc chắn họ không làm được như thế. Đến 80% những người mà bị cảnh sát giao thông, bị các lực lượng cơ quan công quyền như 113 hay cơ động, hay là cảnh sát phường hay cảnh sát khu vực dừng xe lại, 80% không phải do họ vi phạm luật. Không hề. Võ Văn Phương đúng, ở Mỹ hay ở các nước khác họ không hề lấy tiền mặt, mà khi anh vi phạm giao thông thì họ đưa ra một cái vé phạt và anh phải tự đi. Cái này thì Hồng Thế Hoàng không biết, chắc chắn là anh đi nộp phạt bằng ở cái ngân hàng, hay là anh sẽ bị trừ vào cái tài khoản của anh. Cái này thì Hồng Thế Hoàng không biết vì Hồng Thế Hoàng chưa bao giờ hỏi. Nhưng không phải nộp tiền mặt, bởi vậy không có chuyện mà cảnh sát giao thông đòi tiền hay là tham nhũng hay là vòi tiền của người tham gia giao thông cả, không có. Không hiểu luật bởi vì sao? Không hiểu luật thì thay vì lên mạng mua sách về đọc luật, thì lên để nghe những chương trình hài, để xem sách, để xem những chương trình giải trí để sướng cái thân. Nhưng mà ra đường thì gặp một chuyện gì đó thì sợ, không hiểu, không biết gì cả. Trọng Huynh, nộp bỏ tòa đúng không ạ? Cái này thì em không hỏi nên em cũng không biết. Thì nếu như bị phạt thì sẽ ra tòa nộp, còn ở Việt Nam thì sẽ nộp trực tiếp. Mà ở Việt Nam lại có một cái hay, rất hay là những cái người cảnh sát giao thông ấy, khi mà họ ra đường thì họ thường đặt ra một cái gọi là cái gì nhỉ, mục tiêu, không phải gọi là cái gì nhỉ, tự dưng gọi là cái gì Hồng Thế Hoàng quên mất, tức là chỉ tiêu. À đúng rồi, những người cảnh sát giao thông khi mà họ ra đường, họ bắt vi phạm, họ thường có chỉ tiêu là hôm nay phải bắt được bao nhiêu trường hợp, hay là phải thu được bao nhiêu tiền phạt để mang về. Đó. Và thế nên là
Có thể đôi khi họ không đủ chỉ tiêu, họ cứ dừng vô tội vạ, họ bắt tô tội vạ để có đủ cái phiếu phạt mang về. Còn khi mà đủ phiếu phạt rồi thì họ bao nhiêu tiền vào túi họ, tùy họ, thì thay khi là dừng xe này, đấy anh này thôi, bây giờ đưa 50, 100 đưa qua nhanh, anh qua nhanh. Và cái tâm lý sao, tâm lý sợ lắc rối, tâm lý sợ mất thời gian, đưa cho 50, đưa 100, 200, 500, 300 gì đấy, tùy theo cái lỗi, tùy theo cái trường hợp là đưa cho họ đi cho nhanh. Cái tâm lý như vậy, tâm lý sợ lắc rối, bởi vì đúng sợ lắc rối thật. Bởi vì có điều rất vô lý là khi anh bị một cái trường hợp gì đó ở tại nơi đó thì cảnh sát giao thông, cảnh sát gì đó họ phải đến đúng nơi đó để lập biên bản ở chính cái hiện trường đó, thì họ lại đưa về phường để lập biên bản để làm việc. Vô lý không? Tai nạn giao thông ở nơi đó thì họ đưa về phường để làm việc, anh vi phạm chỗ này thì họ đưa ra chỗ khác để làm việc. Rõ ràng là anh đã làm sai chứng cứ, làm sai rồi, anh phải làm đúng ở cái nơi mà nó xảy ra sự việc đó để anh làm việc chứ, tại sao đưa đi chỗ khác được? Và với cái tâm lý là sợ rắc rối, đưa cho tiền họ cho nhanh, cho xong, thế là khỏi vấn đề thôi, 100, 200 cho nhanh, đỡ mất thời gian, đúng không? Đó, nhưng mà tất cả là do đâu? Đương nhiên là do họ cố tình họ làm cho chúng ta như vậy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi mà chúng ta không dám lên tiếng nữa thì đó là lỗi của chúng ta, không phải lỗi của họ nữa. Còn chúng ta không hiểu thì là do chúng ta không chịu hiểu, chúng ta không chịu tìm hiểu. Tại sao những đất nước khác họ phát triển mà đất nước Việt Nam bao nhiêu năm vẫn đói nghèo, vẫn phải đi vay viện trợ từng đồng? Tại sao lại thế? Rồi nhiều người Việt Nam giỏi lắm, họ đi ra nước ngoài họ thành công rất nhiều, giờ tôi mà không thể nhắc tới kể hết được những cái người Việt, người Mỹ gốc Việt hay là người Úc, người Anh, người Pháp gốc Việt, họ rất thành công. Nhưng tại sao ở Việt Nam thì họ lại không thể? Tú Vũ ở Mỹ không được lấy tiền mặt nên không tham nhũng được. Dạ đúng. Phạm Việt, chỉ tiêu không phải là phạt được bao nhiêu tiền và bao nhiêu biên bản. Dạ vâng. Cái này Hồng Cháu Bằng nói như vậy để cho mọi người dễ hiểu thôi. Đúng là phạt được bao nhiêu biên bản mang về. Và khi mà ăn đủ chỉ tiêu rồi thì anh có thể phạt anh đủ cho tiền vào túi anh không cần phải nộp về nữa. Và Hồng Thái Hoàng định làm gì? Đó là vấn đề Hồng Thái Hoàng có thể muốn chia sẻ với mọi người. Kế hoạch Hồng Thái Hoàng là gì? Không phải chỉ là ngồi đây để nói, không phải chỉ ngồi đây để viết những bài viết, chỉ để nói những điều đó. Đương nhiên không có những kế hoạch, và kế hoạch cũng chính là những việc Hồng Thái Hoàng đang muốn mọi người hiểu. Hồng Thái Hoàng đang muốn mọi người hiểu, những người bên cạnh mình hiểu, những người bạn của mình hiểu, những người thân của mình hiểu, những người gặp mình gặp, những người gặp mình họ hiểu. Họ hiểu trước đã, họ đủ can đảm trước đã, họ dám đòi lại cái quyền của họ, quyền con người của họ. Không có kế hoạch nào được lập lên khi bản thân chúng ta chưa hiểu chúng ta đang làm gì và chúng ta định làm gì. Vậy thì mọi người cũng vậy, thay vì lập cho mình những kế hoạch thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cho mình những cái sự thật, những cái kiến thức. Rồi khi chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta hiểu được sự thật rồi, chúng ta biết chúng ta sẽ phải làm gì. Tấn Phạm, đúng, ở đất nước nào thì cũng có tham nhũng, đó là điều chắc chắn. Ở đất nước nào cũng có tiêu cực, đúng, đúng là như vậy. Nhưng khi những cái việc tham nhũng tiêu cực đó khi bị phát hiện thì cái luật của họ rất là nghiêm, chứ không như ở Việt Nam. Đấy, ở Bình Định đấy, đánh chết người bây giờ báo đưa lên là chạy quá sức. Mọi người thấy vô lý không? Chạy quá sức mà chết. Có rất nhiều, mà nói đấy thì bức xúc lắm, không muốn nói nữa. Tìm trên Google nhiều lắm, hay chịu khó lên Google tìm thông tin. Những ai mà ngồi đây nghe Hồng Thái Hoàng nói mà thấy vô lý, bảo chị nói chị dựa vào đâu, thì có thể lên Google tìm thông tin. Những người mà bị vào đồn công an hay bị công an đánh chết đấy nhiều lắm, nên Google tìm thấy thông tin. Anthony Huynh ơi, ở Việt Nam thì họ đến bây giờ thì sử dụng Internet có nhiều lắm, nhưng vấn đề là họ không quan tâm và họ vẫn tin. Họ tin vào những cái lời mị dân, họ tin vào những cái băng rôn khẩu hiệu á. Họ tin nhiều quá. Và Hồng Thái Hoàng nói thật, Hồng Thái Hoàng không biết làm như nào cả. Hồng Thái Hoàng chưa có bất kỳ kế hoạch nào chắc chắn để cho mình thành công. Hồng Thái Hoàng bây giờ hỏi Hồng Thái Hoàng làm gì, làm như thế nào, định làm gì. Hồng Thái Hoàng nói thật, Hồng Thái Hoàng không biết. Hồng Thái Hoàng không biết nữa, không biết phải làm gì bây giờ.
không biết con đường mình định đi sẽ tới đâu, không biết kế hoạch mình sẽ thực hiện như thế nào. Đó là những điều Hồng Thế Hoàng không biết. Nhưng có một điều Hồng Thế Hoàng biết chắc chắn, Hồng Thế Hoàng biết chắc chắn và tất cả mọi người cũng biết chắc chắn, đó là chúng ta có thể không biết chúng ta có thành công hay không khi chúng ta tiếp tục đi, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chết khi chúng ta đứng lại, dừng lại, bởi vì họ sẽ giết chúng ta. Vậy thì thay vì chúng ta đứng lại đợi họ giết, chúng ta hãy bước đi tìm cho mình một con đường. Cơ hội là 50-50, còn khi chúng ta dừng lại, chúng ta chấp nhận là 100% chúng ta sẽ chết. Đó chính là kế hoạch của Hồng Thế Hoàng. Hồng Thế Hoàng nhắc lại nhé, kế hoạch của Hồng Thế Hoàng là gì? Hồng Thế Hoàng không biết mình sẽ làm gì tiếp tục, mình sẽ đi con đường nào tiếp tục, và mình có thành công hay không. Nhưng Hồng Thế Hoàng biết chắc chắn tôi sẽ chết khi tôi im lặng. Không chết vì thực phẩm bẩn thì sẽ chết vì ô nhiễm môi trường. Không chết vì những thứ đó thì sẽ chết bởi sự bất công oan trái. Tôi sẽ chết khi tôi im lặng. Và khi tôi lên tiếng, tôi nói, tôi hành động, tôi có 50 cơ hội được sống. 50 cơ hội chết, nhưng 50 cơ hội được sống. Nhưng chắc chắn khi tôi im lặng, tôi sẽ 100% chết. Thế nhé. À, thật ra thì để nói thì sẽ nói rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả những người bạn đã lắng nghe Hồng Thế Hoàng nói. À, mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đi, sẽ không dừng lại, đi tìm cho mình một cơ hội được sống sót. Nhưng đứng lại thì không có cơ hội nào để sống sót cả. Hãy tự cho mình một cơ hội, thay vì ngồi đó để đợi người khác mang cho mình cơ hội. Thế nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì Hồng Thế Hoàng đi ăn tối đi. Hồng Thế Hoàng chưa được ăn tối cơ.